Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Phượng Vlog Cuộc sống quanh tôi. Thì hôm nay á, thì Phượng khoe với cả nhà chút xíu là Phượng được tặng một cái lọ kem dưỡng da bằng thiên nhiên rất là tuyệt vời. Tại vì thật ra là Phượng đã dùng bữa giờ rồi, nhưng mà để xem thử là cái kết quả nó như thế nào đã thì Phượng mới dám chia sẻ với tất cả mọi người. Thì thật sự là hôm nay là Phượng đã dùng được 10 hôm rồi, thì kết quả phải nói là rất là tuyệt vời luôn, rất là bất ngờ. Tại vì Phượng nghĩ là cái giá thành nó cũng tương đối là rẻ, mà cái sản phẩm thì Phượng nghĩ là của thiên nhiên của Việt Nam, thì Phượng nghĩ là cho rằng là không được tốt như là của nước ngoài. Nhưng mà thôi, đây là một cái quà tặng ngày Giáng sinh của Phượng á, thì là thật sự là một món quà tinh ý nghĩa, rất là món quà tinh thần rất là ý nghĩa. Cho nên cho dù là quà tặng ở xuất xứ ở đâu hay là làm từ đâu thì Phượng cũng rất là nâng niu và trân trọng và xin cảm ơn cái người đã tặng cho mình. Thì hôm nay á, thì Phượng đã dùng nó được 10 hôm rồi, thì thật sự là kết quả rất là bất ngờ. Sáng dậy thì cái da của mình nó sẽ mềm mịn và nó sáng đều, bắt đầu đều từ từ. Tất nhiên 10 hôm thì nó chưa có nói được điều gì nhiều, nhưng mà mình đã thấy được cái kết quả của mỗi ngày nó tốt hơn một tí, thì thật sự Phượng đã thấy được điều đó. Phượng xin chia sẻ với tất cả mọi người nhé. Thì đây là cái kem dưỡng, nó nằm trong cái như gì hình trái tim như thế này. Xong rồi Phượng bỏ cái đầu ra, xong rồi Phượng bỏ ra cái lòng bàn tay đó, xong rồi Phượng cho lên mũi, trên mặt mình 5 chấm 5 điểm như mình vẫn thường hay dưỡng da đó đó. Xong rồi còn lại một ít ở đây á, thì Phượng thoa đều của hai mu bàn tay này, xong Phượng mới chấm chấm đều cả mặt luôn nha cả nhà. Mình vừa vỗ vỗ để vừa massage cho nó, để cho nó thấm thấu từ bên trong, và mình sẽ để nó như vậy mà đi ngủ nha cả nhà. Tí nữa mình để cho nó khô tí xíu là mình để cái mặt như vậy mình đi ngủ luôn, thì cái ban đêm á, nó sẽ hấp thu được cái lượng kem dưỡng này vào trong cái da của mình. Thật ra là đối với cái mùi kem này á, thì Phượng thấy nó không được thơm như những cái mỹ phẩm khác, nó hơi mùi, nó hơi ngái ngái, nhưng mà thật ra là cái tinh chất của thiên nhiên của mình bào chế ra, thì nó cái mùi đặc trưng của nó như thế. Tại vì nếu như mà mỹ phẩm thì thường thường người ta hay cho những cái chất gọi là làm màu, làm mùi để thơm lên, để hấp dẫn cái người sử dụng. Nhưng mà thật sự là đối với cái mùi này, nếu mà mới dùng thì thật sự là cảm thấy nó hơi ngái ngái, nó không được thơm. Nhưng mà nó cho cái kết quả thật sự rất là bất ngờ. Thì Phượng chấm đều khoảng 5-10 phút như thế này, sau đó là Phượng đi ngủ. Để sáng mai dậy thì chúng ta sẽ rửa nó lại bằng nước ấm. Phượng lấy một cái bông gòn như thế này, xong rồi Phượng thấm vào nước ấm và Phượng rửa là buổi sáng nhé cả nhà. Còn bây giờ là Phượng thấm đều như thế này, xong rồi tí xíu nữa Phượng sẽ để phải đi ngủ luôn. Thì cái tên của cái loại kem này á, thì Phượng sẽ khi nào Phượng sẽ edit á, tức là Phượng sẽ viết lại ở trên cái video này cho tất cả mọi người cùng xem và đọc. Và thật sự là Phượng chia sẻ với một cái tâm thế rất là thật sự và thoải mái luôn. Tại vì là bữa cái người tặng hỏi là Phượng đã dùng chưa và thấy kết quả như thế nào, nhưng mà Phượng nói là để Phượng dùng ít hôm đã, rồi Phượng thấy được kết quả như thế nào đó thì Phượng sẽ phản hồi lại. Thì thật sự là hôm giờ thì Phượng dùng được gần được 2 tuần rồi, hơn 10 ngày rồi. Thì Phượng thấy sáng dậy là cái da của mình nó thứ nhất là mịn, thứ hai nữa là không bị khô, và nó sáng lên nha cả nhà. Nó sáng lên mà mình thấy rất là bất ngờ luôn. Đó, cho nên hôm nay Phượng quyết định quay lại để chia sẻ cho tất cả mọi người. Đó, thì cái quy trình ngày mai rửa như thế nào Phượng sẽ quay lại cho cả nhà cùng xem, và sẽ làm một cái clip để chia sẻ cho tất cả mọi người nhé. Bây giờ Phượng đi ngủ đây, chào tạm biệt.
Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Phượng Vlog Cuộc Sống Quanh Tôi. Thì hôm nay Phượng sẽ trở lại buổi sáng để vệ sinh cái da mặt mà hôm qua Phượng có quay cái công đoạn mà dưỡng ban đêm á. Thì hôm nay thì sáng nay Phượng chuẩn bị một cái ly nước ấm và cái bông gòn như thế này, thì Phượng sẽ nhúng vào cái ly nước ấm như thế này để Phượng rửa mặt cái này nha. Đó. Mình lau nhẹ nhàng thôi. À, cái mục đích của cái bông gòn này Phượng lấy để lau á, thì là thật sự là cái bông gòn nó rất là mịn mịn và êm, cho nên là làm cái da mặt của mình á, nó sẽ không có bị tổn thương như cả nhà. Tại vì cái kem dưỡng da ban đêm á, thì bao giờ nó cũng có những cái chất mà làm cho sạch da. Thế mà mình sử dụng cái khăn mà bị dày hay là thô ráp á, thì cái da của mình nó sẽ bị tổn thương. Cho nên là Phượng lấy cái bông gòn này nó rất là êm và nhẹ. Đó, thì và nước á, thì mình đừng có lấy ấm quá nha, mình lấy nước ấm nhẹ thôi, tại vì nếu mà nóng quá thì sẽ làm cho cái da mặt mình khô và dễ sẽ bị nhăn, tạo nếp nhăn ở trên trên cái mặt mình. Đó. Thì sau khi mà Phượng rửa rửa nước ấm rồi á, thì mình có thể rửa lại một cái nước 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 lạnh nữa nhé, cho cái da mặt mình nó sảng khoái, nó căng. Tại vì rửa nước ấm á, thì giúp cho mình làm sạch cái kem suốt một đêm dưỡng. Đó, thì sau khi mà rửa nước ấm rồi, thì Phượng rửa thêm một cái nước nước mát nữa cả nhà nhé. Rửa như thế này vỗ vỗ lên thôi, chứ mình đừng có cọ mạnh, tại cái da mặt của mình nó rất là mỏng và nhạy cảm. Đó, cuối cùng thì mình giặt cái khăn khăn lau mặt hàng ngày của mình á, xong rồi mình thấm nhẹ thôi, chứ cũng đừng có lau mạnh nữa cả nhà, thì nó mới bảo vệ được cái da mặt của mình. Thật thật ra là cái da của Phượng nó rất là mỏng, cho nên Phượng làm gì cũng rất là kỹ, không có dám làm mạnh trên cái mặt của mình. Đó, thì cái công đoạn mà dưỡng da ban đêm và tẩy trang, tức là làm sạch sáng sớm ngủ dậy, cũng rất là kỳ công. Cho nên là chị em phụ nữ nào muốn có làn da đẹp thì hãy chú ý tất cả những cái cách mà mình sử dụng nhé. Thì cảm ơn cả nhà đã xem. Thì lát nữa Phượng sẽ quay chi tiết cái hộp kem này và nó có giá bao nhiêu, rồi là cái viên nó như thế nào, thì Phượng sẽ quay kỹ. Thật ra là Phượng cũng mới hỏi được giá thôi, chứ cái người tặng đó thì người ta không có cho mình biết giá, tại vì quà mà thì người ta ngại. Thì Phượng hỏi thăm để có chị em nào cần đó thì tham khảo để mua. Thế nhé. Đây thì đây là cái hộp kem mà Phượng nhận được khi quà tặng tới. Thì trong bên trong cái hộp thì Phượng sẽ quay chi tiết cho cả nhà xem nha. Đây đây là cái hộp kem của nó này cả nhà, và đây là cái những cái viên, những cái típ rất là nhỏ xinh như thế này. Đây, nó là hình trái tim thế này. Bắt đầu khi nào mà mình dưỡng thì mình sẽ bứt cái miệng ở trên và mình cho ra tay và mình thoa đều lên da mặt nha cả nhà. Thì đây là cái hộp này là gồm có 30 viên như thế này, và nó có thêm một cái gói chống ẩm cho mình. Thì cứ mỗi tối thì mình sẽ sử dụng một viên, thì coi như là 30 ngày sẽ đủ một tháng cho mình trong cái hộp này. Thì bữa người tặng thì Phượng không có tiện hỏi giá, nhưng mà hôm nay thì muốn chia sẻ với tất cả mọi người.
cho nên Phượng hỏi giá luôn. Thì giá của cái sản phẩm này là 250 ngàn một hộp. Thì đây là một cái hộp gồm 30 viên nha cả nhà. Mình sẽ sử dụng trong vòng một tháng. Đó, thì sẽ cho mình kết quả. Thì Phượng đã dùng được 12 ngày rồi, thì thật sự là kết quả rất là bất ngờ. Đó, quay rõ cho cả nhà xem này. À, nếu mà ai muốn sử dụng thì nên tìm cái này nha. Và nhớ tìm đúng hiệu của nó, chứ không có hàng nhái thì phải tiền mất tật mang nha. Đó, sẽ có một làn da hồng hà và trắng mịn. Thì Phượng xin kết thúc video tại đây. Nếu mà mọi người quan tâm thì hãy tìm cái sản phẩm này nha. Chứ Phượng là Phượng không biết cái bạn Phượng mua ở đâu luôn á. Người ta tặng mình đâu có dám hỏi. Cảm ơn cả nhà đã xem video. Và có những cái gì hay thì Phượng sẽ chia sẻ lên đây cho tất cả mọi người cùng biết nha. Bye bye.